Vụ bắn nhầm dê của dân, 3 cán bộ công an bị tạm giữ hình sự, tước danh hiệu công an nhân dân. Liên quan đến vụ 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa bắn chết dê của người dân chăn thả trên núi, chiều ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ này. Các cán bộ này gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Theo cơ quan chức năng, trưa ngày 26 tháng 6, 3 cán bộ trên đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mò Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân, cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh vụ việc. Ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để điều tra làm rõ. Vừa anh ơi, vừa xuất hiện rồi. Còn một nhân vật nữa. Một. Nhưng mà người đấy có về nhà rồi. Đây, còn một người nữa. Nhân tố mới. Cái sức môi này. Sức môi rồi. Sức môi đâu, không sức đâu. Ai cần sống. À, sao lại đóng cửa? Chuẩn bị u à này. Một người xuất hiện rồi. Không nuôi không nhà. Còn một người nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây. Đây rồi. Cút. Quay về nhà, quay xe. Công an lôi, để công an lôi. Anh ơi, đắp tay nhau đi. Ông kia cứ còn về rồi. Đây, có dê chết này. Sang bật đâu? Đào đi ra đây. Không ạ, bỏ hai cái đấy về. Chưa thấy dê lên này, chưa về được. Thấy dê ở một thằng Huế kìa. Xuống đây, xuống đây. Anh già rồi, mất hình. Thank you.
kia là nó mặc quần áo xanh luôn này. Nóng quá rồi. Dân đấy. Cút đâu? Đi. Xe xe này nhau rồi. Xe xe còn sao mà còn thằng nữa cơ mà? Đang ở trong kia kìa. À nó chạy về nhà đấy à? Trong đấy là còn cái xe nữa. Bao kê công an của xã mà cả tải chấn hai tải đây mà cả tải ở đây hai tải thì có cái gì đâu đây giải cốt quần áo công an luôn này, quần áo ngành luôn này, dê dãy lục độc công an không cho mở ra nhá. Không nhìn thấy gì đâu. Ngon chắc là bịt áo rồi. Bao che làm gì? Cả cầu số 8 nha, chào xe nha. Ảnh hưởng cả nước. Đang nhìn tổng giấy không? Chết đẹp nhà này 300 em nghe là chết làm khai thì ngấm bật. Công nhận ác đấy, hơi em bắt được đồ ô tô là mẹ là gì đấy? Biết người đâu nha. Dạ. Biết người đâu. Nói chung cái đội làm nhà báo về thì là gì? Đắk Lắk không vặn cụ. Vặn cụ kinh. Ừ, nó cụ kinh. Bà quận nhà bà chú đứng ra cái cửa vậy. Đó về. Mỗi tôi rồi từ đó cắt ghép từ vào nó lên hết. Cái xe này phạm tội mà có được không? Vào lên trên này để chống người ra thì đi gì? Vâng, anh nói thêm rồi. Một thằng đấy là phải sợ đúng vào che này vụt vụt đi. Biết mà. Để cho đi bộ cũng được chứ làm gì phải chơi xe? Chào cháu rồi. Đây là viên trộm của các công an đi để bảo kê này. Cháu nói là cháu đánh bạc có 2 triệu rồi. Bắt lấy bắt xuống điêu. Lâu nó mới ăn trộm. Ăn nhiều ghê. Ở thôn thì có một văn bản chứ bác. Đấy nó đang làm văn bản thôn mình. Ngay thế nào rồi, ổn chưa?
mẹ tao tính bạc 2 triệu bạc, đánh tao lên đánh tao có 6 tháng. Mày ngu thì mày chết đi. Ôi anh. Dê thì mày nhớ đi, tao đánh bạc. Dê ăn đổ, kéo đi trái. Đấy dê, đấy ai đánh đâu. Mày ngu. Hai chị giáo là chui vào đây rồi. Bỏ khẩu trang ra.